Xin chào các anh chị, tiếp nối video trước, hôm nay Hồng Thơm sẽ đi sâu vào tìm hiểu chi tiết về sàn gỗ công nghiệp, vật liệu lát sàn đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trong trang trí nội thất hiện đại. Như anh chị đã biết trong video trước thì sàn gỗ công nghiệp mang nhiều ưu điểm nổi trội so với các loại sàn truyền thống. Tuy nhiên, để lựa chọn được loại sàn gỗ công nghiệp phù hợp và đảm bảo chất lượng thì anh chị cần phải chú ý đến những tiêu chuẩn nào? Hãy cùng Hồng Thơm tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Chất lượng của một tấm ván sàn gỗ công nghiệp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Hiểu một cách đơn giản là chất lượng tổng thể của một tấm ván sàn sẽ phụ thuộc vào từng thành phần cấu thành nên tấm ván sàn đó, bao gồm lớp phủ bề mặt, lớp giấy vân gỗ, lớp cốt gỗ HDF, lớp đế cân bằng chống ẩm, hệ thống hèm khóa và độ dày của tấm ván sàn. Và mỗi một yếu tố đó sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng của một tấm ván sàn. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về từng bộ phận này để xem cách mà chúng ảnh hưởng đến chất lượng của một tấm ván sàn gỗ công nghiệp sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là lớp phủ bề mặt trong cấu trúc sàn gỗ công nghiệp. Thường được phủ một lớp oxit nhôm, có tác dụng chống trầy xước, chống mài mòn, bảo vệ bề mặt khỏi nước và bụi bẩn. Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của lớp bề mặt này là chỉ số AC, viết tắt của Abrasion Class, với các giá trị AC1, AC2, AC3, AC4 và AC5. AC càng cao thì khả năng chịu mài mòn càng tốt và phù hợp để sử dụng ở những nơi có mật độ đi lại cao. Cách đánh giá chất lượng, về cơ bản, lớp phủ bề mặt càng dày và cứng cáp thì khả năng chống mài mòn, chống trầy xước càng cao. Tuy nhiên, lớp phủ bề mặt này trong suốt và khó phân biệt bằng mắt thường, nên cách thông thường nhất là nhìn vào thông số AC in trên bao bì của sàn phẩm để biết được sàn gỗ đạt tiêu chuẩn AC nào. Hoặc chúng ta có thể sử dụng một vật nhọn, sau đó cà trên bề mặt của tấm sàn gỗ công nghiệp để xem có vết cháy xước hay không. Ngoài ra, một chi tiết nhỏ nữa trên bề mặt giúp anh chị đánh giá chất lượng của tấm sàn là sần theo vân. Sàn gỗ sần theo vân được áp dụng công nghệ bề mặt EIR, công nghệ dập nổi mới nhất từ châu Âu, giúp tạo ra những kết cấu tạo hình vân gỗ tinh xảo, chân thật gần như 100% giống kết cấu gỗ tự nhiên. Tiếp theo là lớp giấy vân gỗ. Lớp này bản chất là lớp giấy tạo nên hoa văn và màu sắc tự nhiên của tấm sàn. Cách đánh giá chất lượng của lớp giấy vân gỗ sẽ dựa vào độ chân thực, có thể quan sát bằng mắt thường. Lớp giấy vân gỗ chất lượng cao sẽ có độ sắc nét, màu sắc và hoa văn tự nhiên giống gỗ thật. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ in ấn hiện đại thì các tấm sàn sẽ có hoa văn phong phú và màu sắc đa dạng, từ đó khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Thứ ba là lớp cốt gỗ HDF. Đây là phần quan trọng nhất của tấm sàn, quyết định khả năng chịu nước, chịu ẩm, chống muối mọt cũng như độ bền và chịu lực của sản phẩm. Cốt gỗ HDF được sản xuất bằng cách ép bột gỗ, keo kết dính và chất phụ gia dưới áp suất và nhiệt độ cao. Tiêu chí để đánh giá chất lượng của lớp cốt gỗ HDF sẽ bao gồm tỷ trọng nén. Lớp cốt gỗ HDF có tỷ trọng nén càng cao thì chứng tỏ sàn càng chắc chắn và bền bỉ. Thông thường, sàn HDF sẽ có tỷ trọng nén từ 850kg đến 900kg trên mét khối và có thể cao nhất là 1050kg trên mét khối. Lớp cốt có tỷ trọng nén lớn hơn 1000kg trên mét khối thường sẽ có màu đen nên sẽ được gọi là lớp cốt đen để dễ phân biệt với loại cốt vàng là loại thông thường và loại cốt xanh là loại chống chịu nước. Tiếp theo là độ trương nở. Nếu cốt gỗ bị ngấm nước thì sẽ gây tình trạng phồng rộp và cong vênh. Do đó, nhà sản xuất sẽ đưa ra chỉ số gọi là độ trương nở, phản ánh thay đổi kích thước khi sàn ngấm nước hoặc trong môi trường có độ ẩm cao, được tính bằng phần trăm. Chỉ số này thể hiện khả năng chống chịu nước, chịu độ ẩm của tấm sàn. Tiêu chuẩn quốc tế độ trương nở sàn gỗ công nghiệp là dưới 18%. Tiêu chí này thường không được ghi trên bao bì, nhưng nếu sàn nhà anh chị bị phồng rộp, cong vênh do ngấm nước thời gian ngắn thì có thể là do anh chị mua phải loại sàn kém chất lượng, không đạt độ trương nở. Thứ ba là chỉ số phát thải formaldehyde E. Trong quá trình sản xuất lớp cốt gỗ HDF thì người ta sẽ sử dụng keo có chứa formaldehyde để kết dính các sợi gỗ. Lượng phát thải formaldehyde ở mức thấp đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì sẽ đạt tiêu chuẩn E1 và E0. Đây cũng là tiêu chuẩn thường áp dụng đối với các loại sàn nhập khẩu từ châu Âu. Chỉ số chịu lực IC viết đầy đủ là Impact Class. Đây là thông số đo lường khả năng chịu va đập của sàn gỗ, thể hiện khả năng chống lại tác động của vật rơi từ trên cao xuống. Hiện có hai mức độ chịu lực va đập là IC1 và IC2. Hầu hết các loại sàn gỗ công nghiệp trên thị trường đều có chỉ số IC2 đảm bảo khả năng chịu lực va đập. Cuối cùng là chỉ số chống cháy B, thể hiện khả năng chống cháy của sàn gỗ công nghiệp. Chỉ số B càng cao, khả năng chống cháy càng kém, từ B2 trở lên. Tiêu chuẩn tối thiểu là B1, khả năng chống cháy tốt. Cách kiểm tra đơn giản là đốt điếu thuốc lá cho tàn thuốc lá rơi xuống. Yếu tố thứ tư là lớp đế cân bằng chống ẩm. Được làm từ một loại nhựa tổng hợp có tác dụng chống ẩm, giúp ổn định và bảo vệ sàn khỏi độ ẩm từ dưới nền bốc lên. Hiện tại thì lớp này chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng. Thứ năm là hệ thống hèm khóa.
có tác dụng ghép nối các tấm sàn lại với nhau thành khối thống nhất. Tiêu chí đánh giá chất lượng hèm khóa sẽ dựa vào độ kín khít hèm khóa và có dễ dàng thi công hay không. Cách test chất lượng, thử lắp hai tấm sàn xem có dễ dàng và đảm bảo kín khít không. Mẹo là rót nước trên hèm khóa xem nước có chảy xuống từ hèm khóa hay không. Tiêu chí thứ 6 dựa vào độ dày của tấm ván sàn, quyết định độ bền và khả năng chịu lực của tấm ván sàn. Thông thường sàn gỗ công nghiệp sẽ có độ dày từ 7 ly đến 12 ly và phổ biến hơn cả là loại dày 8 ly và 12 ly. Và đối với những cái loại sàn gỗ công nghiệp có độ dày càng cao thì càng chắc chắn, bền bỉ và chịu lực tốt và sẽ giảm thiểu khả năng cong vênh, nứt gãy cũng như là giúp cho sàn cách âm tốt hơn. Như vậy trên lý thuyết, một tấm ván sàn gỗ công nghiệp đảm bảo chất lượng sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau. Đầu tiên là độ chống mài mòn AC5 6000 cộng, tức là chịu được mài mòn liên tục 6000 vòng quay trở lên. Thứ hai là lớp giấy vân gỗ chân thực sắc nét giống 100% về gỗ tự nhiên. Thứ ba là lớp cốt gỗ HDF có tỉ trọng nén 1050 kg/m3, siêu cứng, siêu bền, có độ dày 12 ly. Thứ tư là chỉ số phát thải formaldehyde E0, ván sàn gần như không có mùi và an toàn cho người sử dụng. Thứ năm là chỉ số chống cháy lan B1. Thứ sáu là chỉ số chịu lực IC2. Tuy nhiên trên thực tế thì sẽ không có sản phẩm nào hoàn hảo như vậy mà sẽ có sự đánh đổi giữa các tiêu chí để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tương đối. Ví dụ như các loại sàn gỗ nhập khẩu châu Âu thường có chỉ số E rất thấp, E0 và E1, an toàn cho sức khỏe người dùng. Nhưng về độ chống chịu nước thì có thể kém hơn so với một số loại sàn gỗ có tiêu chuẩn là E2. Như vậy nếu xét về độ an toàn thì sàn gỗ châu Âu sẽ có chất lượng rất tốt. Nhưng nếu xét về độ chống chịu nước thì sàn gỗ châu Âu có thể kém hơn so với một số loại sàn gỗ công nghiệp khác. Như vậy trong video vừa rồi, Hồng Thơm đã cùng anh chị tìm hiểu chi tiết về các yếu tố quyết định đến chất lượng của một tấm ván sàn gỗ công nghiệp. Chủ yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: lớp phủ bề mặt, lớp giấy vân gỗ, lớp cốt gỗ HDF, lớp đế cân bằng chống ẩm, hệ thống hèm khóa và độ dày của tấm ván sàn. Khi lựa chọn mua sàn gỗ công nghiệp, anh chị nên cân nhắc thật kỹ lưỡng giữa các yếu tố này để đảm bảo lựa chọn mua được sàn gỗ công nghiệp phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của gia đình mình. Một lần nữa, nếu thấy video này hay và hữu ích, anh chị hãy ủng hộ Hồng Thơm và Hobby bằng một nút like, share và subscribe kênh Hobby Việt Nam để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.